Lô chào mấy anh em. Này mấy anh em mình rảnh đi giật ốc anh em ơi. Đó. Giật ốc con luôn. Giật ốc nha, mình quay mặt trước cho mấy anh em xem nha. Rồi ốc rồi mấy anh em ơi. Quá ngon luôn. Quá đã. Ốc luộc xả nha. Tại nãy kêu nó nói dốc mà. Ốc mấy anh em ơi. Cũng thì nói mới lên rồi, rồi nói đi đổ lên đi giờ lô mà lên cho tôi bè tôi tốt quá ngon mấy anh em ơi. Mặn nè anh em ơi, mặn không ông ăn ông để ông đi đừng mời mời bắt thật khổ lắm ăn hiện ngọt qua này á. Mặn nè anh em. Ăn kiểu miền Tây vậy á, đụng cảm ha. Tốt bắt mà có miền Tây ăn mặn nhà không nè. Có nhà đâu xuống. Trời ơi, kệ đi. Ngon quá mấy em ơi. Cạn rồi đó. Hả? Cạn. Cạn luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhậu đi quá đâu có nói gì. Về ly đó cạn luôn vậy? Đi nhỏ nhỏ đi bự mà cạn rồi. Qua. Trời ơi, cũ bự được. Vô phát đầu cho vậy đi. Rút lưng lưng thôi. Đúng rồi, cạn đầu vô cho lỗ tai. Ngon quá mấy em ơi. Vậy tôi lấy cái ly luôn rồi. Rồi clip mình tạm dừng tại đây nha. Nhà này có xem clip đừng quên ủng hộ Phương Minh Điền Vlog nha. Nè, lưng lưng vậy nè, ông vui. Ôi. Rồi về sáng. Vô bên em ơi. Nãy con mắt nó có thui. Không thấy đường, thấy khái. Ừ. Nó mặt mờ mặt mỡ thấy rét quá. Ừ. Mấy anh em thấy dân miền Tây ăn 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 mặn mà chấm mắm xả không? Thấy, mới thấy nè. Quá wow, ngon không? Ăn mà ít.